Đối với bản thân Thành thì Thành may mắn khi mà Thành trong lúc mà Thành tìm hiểu về sinh chắc vân tay này thì cũng có một người bạn đã từng thử nghiệm chương trình này rồi, thì mới chỉ Thành, mới giới thiệu cho Thành. Thì lúc đó Thành cũng đang hoang mang về công việc của mình, lúc đó cũng công việc cũng hơi khó khăn, cho mình cũng hoang mang là mình không biết mình có hợp với cái công việc hiện tại hay không, cái tính cách của mình nhiều khi mình cũng không biết được hết. Sau khi mà mình tìm hiểu về cái sinh chắc vân tay này và mình thử nghiệm thì mình thấy nó hiệu quả, và nó cho mình thấy được cái sự chính xác về cái tính cách của mình và cái nghề nghiệp của mình hiện tại nó phù hợp với mình hay không, để mình có thể mình định hướng mình tiếp tục mình theo đuổi với con đường sự nghiệp yêu thích của mình. Và theo Thành biết thì theo thống kê khoa học thì trên thế giới cũng khá là nhiều người sử dụng sinh chắc vân tay này, và nó cho một số liệu thống kê cũng khá là chính xác và chuẩn. Thì Thành thấy thì nó phù hợp đối với tất cả mọi người, tại vì nó có thể cho mọi người khám phá và tìm hiểu về công việc hiện tại của mình có phù hợp với mình hay không, và định hướng mình công việc như thế nào. Và một cái quan trọng nữa đó là nó cho mình biết được những cái mà mình chưa khám phá được trong bản thân của mình. Nó hay như vậy.